Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đang đứng số 1 tại Hưng Yên với gần 180 dự án, trong đó hơn 90% dự án đã đi vào hoạt động, chủ yếu tại các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Hưng Yên thực sự là mảnh đất rất thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Phóng sự phản ánh nhân hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên và chương trình biểu diễn opera đặc biệt Công nữ Anio tại thành phố Hưng Yên diễn ra vào buổi chiều và tối mai ngày 27 tháng 9 năm 2023 trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Công ty Toto Việt Nam là một trong số các doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư lớn nhất tại khu công nghiệp Thăng Long 2, tỉnh Hưng Yên, với số vốn đăng ký hơn 400 triệu đô la Mỹ. Công ty thuê hơn 23 hecta đất lâu dài, tạo việc làm cho 1.700 lao động người địa phương. Đây là một trong số hai nhà máy lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Toto Nhật Bản. Ngay cả trong đại dịch COVID-19, công ty vẫn đảm bảo sản xuất ổn định, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất. Có được kết quả này, chúng tôi không chờ khi dịch bệnh ổn định, mà ngay trong giai đoạn COVID-19, toàn thể cán bộ công nhân viên đã luôn nỗ lực không ngừng để duy trì và không để chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Tỉnh Hưng Yên luôn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động hiệu quả. Sau 17 năm hoạt động, tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã triển khai giai đoạn 3 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 tại Hưng Yên. Đây là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của Việt Nam với các hạ tầng hiện đại tại khu công nghiệp Thăng Long 2, chủ yếu đón các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Trong đó có các tập đoàn lớn đa quốc gia như Panasonic, Daikin, Toyota. Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, tôi nghĩ rằng việc hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp nước ngoài là một mối quan hệ lâu dài, bền chặt, hỗ trợ nhau. Chúng tôi thấy được tiềm năng phát triển của tỉnh Hưng Yên và Hưng Yên cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho đầu tư FDI. Tỉnh Hưng Yên luôn coi trọng và kêu gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư của Nhật Bản, nhất là các tập đoàn lớn nghiên cứu hợp tác đầu tư các lĩnh vực như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, khu công nghiệp, phát triển hạ tầng logistics. Ngoài vị trí địa lý, hạ tầng phát triển giao thông thuận lợi, nguồn lực sẵn có tại địa phương, chính quyền tỉnh Hưng Yên thường xuyên tổ chức các buổi xúc tiến đầu tư để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Mới đây nhất, giữa tháng 9 này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn và đoàn công tác của tỉnh đã tham gia diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản diễn ra tại thủ đô Tokyo và diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại vùng Kansai của Nhật Bản do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng một số đơn vị liên quan tổ chức. Đây là cơ hội rất tốt để lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trực tiếp quảng bá về môi trường, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Hưng Yên đến các doanh nghiệp tại thủ đô Tokyo và vùng Kansai của Nhật Bản. Ở Hưng Yên, các nhà đầu tư Nhật Bản có một khu công nghiệp có thể nói là một kiểu mẫu của toàn quốc, một khu công nghiệp xanh sạch đẹp. Trong đó thì các nhà đầu tư Nhật Bản đã sản xuất kinh doanh ở trong khu công nghiệp, đầu tư rất bài bản, thân thiện môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chế độ đãi ngộ với lương công nhân nằm trong các khu công nghiệp Nhật Bản có lương rất cao. Các doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản cũng đã đóng góp tương đối nhiều trong phần thu đóng góp ngân sách tỉnh Hưng Yên. Trong những năm qua đã thường xuyên mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản và trực tiếp tới Nhật Bản để xúc tiến đầu tư trong các cái cuộc xúc tiến đầu tư của tỉnh kết hợp với lại các bộ ngành trung ương rồi VCI. Minh chứng điều đó thì năm 2020 thì tổng mức đầu tư kinh của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Hưng Yên khoảng 2 tỷ đô. Cho đến nay là năm 2023 thì các nhà đầu tư Nhật Bản đã đăng ký đầu tư tại Hưng Yên khoảng trên 4 tỷ đô. Và 8 tháng đầu năm thì các nhà đầu tư Nhật Bản tại Hưng Yên đã đăng ký đầu tư khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có các dự án có suất đầu tư cao, có doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, còn thuộc các chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu. Các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường có tác động lan tỏa, liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả.